Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của trungtrần.vn và mình là Minh. Trên màn hình hiện tại đây là chiếc HP Victus 16, một chiếc máy gaming mà được rất nhiều các bạn săn đón trong thời gian qua. Ngày hôm nay thì mình sẽ test thử hiệu năng của em nó, xem là một chiếc máy gaming thế hệ mới này thì có thể mang lại cho chúng ta những cái trải nghiệm chơi game như thế nào nhá. Ok, vào intro nhá. Thì mình xin nhắc lại cấu hình của chiếc máy này, đó là AMD Ryzen 5 5600H 6x12 luồng và xung nhịp tối đa lên tới 4.2 GHz, 8 GB RAM, 512 GB SSD, chạy chuẩn NVMe tốc độ cao và các đồ họa rời là 3050 Ti. Và ok, không để các bạn đợi lâu nữa thì chúng ta sẽ vào ngay game đầu tiên nhá. Và tựa game đầu tiên ngày hôm nay đó sẽ là Valorant, một tựa game khá là phổ biến. Mình sẽ để mức setting cao nhất là 2. Ok, chúng ta sẽ vào game luôn nhá. Khi mình chưa bật Gaming Hub lên ý, thì nhiệt độ sẽ vào khoảng 83 đến 85 ở CPU, còn GPU sẽ vào khoảng 70 độ C. Xung nhịp của máy sẽ vào khoảng là 4.0, khá là ổn, còn FPS sẽ là từ 150 đến 180. Các bạn lưu ý khi chơi game ở chiếc máy này thì hãy nhớ bật mắc quạt ở Omen Gaming Hub lên nhé. Điều này sẽ tối ưu cho các bạn khi chơi game đấy. Một điều các bạn cần lưu ý là khi các bạn bật mắc quạt lên thì tiếng quạt sẽ hơi bị to đấy và sẽ hơi khó chịu. Bàn kê tay của máy thì không hề nóng và nó rất là mát mẻ luôn. Phần ở giữa bàn phím sẽ là phần nóng nhất, thì ở đây chiếc máy chỉ hơi ấm ấm lên một chút thôi. Với tựa game đầu tiên là Valorant thì chiếc máy vẫn cho một cái cảm giác rất là ổn định và rất là mượt mà. Game tiếp theo mình chơi sẽ là CSGO. Mình vẫn sẽ để setting ở 2 nhé. Và mình sẽ chơi thử 1-2 round để xem chiếc máy thể hiện như thế nào.
mình chơi thử thì nhiệt độ của máy CPU sẽ vào khoảng là 85 độ C, GPU sẽ vào là 73 độ C và xung nhịp lúc nào cũng trên 4.0 hết. FPS sẽ là từ 107 đến 200 FPS. Khá là ổn, nhưng nhiệt độ của máy lúc này thì đã hơi bị nóng lên rồi. Ok, tựa game cuối cùng ngày hôm nay sẽ là Forza Horizon 4, một tựa game 3A rất nặng và ăn rất nhiều CPU và GPU. Bây giờ mình sẽ bật benchmark mode lên cho các bạn xem nhé. Mình đang để máy ở hai setting, như các bạn thấy đấy thì FPS của chiếc máy vào 96 FPS, GPU sẽ chạy vào gần 70%, và chiếc máy lúc này đã hơi nóng lên một chút. Quạt thì chạy rất là đều nhưng mà chúng ta sẽ có tiếng ồn hơi to nhé các bạn. Và bây giờ mình sẽ chơi thử để xem chiếc máy có mượt không nhé. Như các bạn thấy thì khi mình chơi thì chiếc máy vẫn rất là mượt, mà loa của chiếc máy thì rất là to luôn các bạn ạ, và nó át luôn cả tiếng của mình. FPS của chiếc máy lúc này sẽ là hơn 90 FPS và GPU chạy là hơn 50%. Rất là ổn đúng không? Và bây giờ mình sẽ kết thúc tựa game này ở đây thôi các bạn ạ. Với một chiếc laptop gaming tầm trung thì HP Victus 16 mang lại một cái cảm giác chơi game rất là ổn các bạn ạ. Màn hình cho ra thì rất là sắc nét này, loa to, phần kê tay thì không hề bị nóng. Nhưng mà chúng ta sẽ có một cái phần quạt tản nhiệt kêu khá là lớn đấy. Các bạn nghĩ sao về cái sản phẩm này? Hãy comment cho chúng biết nhá. Và sản phẩm vẫn đang được bán tại trungtrần.vn với mức giá vô cùng hợp lý. Link tham khảo thì mình sẽ để ở dưới video. Các bạn hãy nhấn like và subscribe kênh của chúng mình để có thể nhận được nhiều video hơn. Ok, xin chào các bạn.